ngày 2 tháng 4 năm 2001. Há miệng vô cái coi. Há miệng vô cái. À! Mũi đâu? Hả? Mũi đâu? Lan, kêu nó hôn mẹ cái coi. Mũi đâu? Lan, mũi đâu? Mũi đâu? Đầu con đâu? Hả? Miệng đâu? Đầu đâu? Chị thích trời rồi. Một chai kinh khủng. Há miệng coi. Há miệng. Ai cũng nói là chạy hết á. Đi cái con bé kia. Thằng nói đang ngủ vô xem trì TV ấy. Nói đang ngủ trên vai. Cái bảo con bé kia bảo mua đồ bảo mẹ đang ngủ không có mua được cái. Thế nhìn nó trời dễ thương quá. Thì con bé nó khen phải rồi. Và anh không hiểu nó khen anh hay khen nó thằng này. Con bé tức là con bà bán hàng á. Hôn mẹ đi. Hôn mẹ đi. Hôn mẹ nè. Hôn mẹ cây. Không. Không đây nè. Đầu đụng. Không đây nè. Hey!
con gì à? Con mẹ đi con, con mẹ. Hai mẹ coi. Mũi đâu, mũi đâu? Tôi biết thân miệng rồi. Mũi không đâu. Mũi đâu? Mũi đâu? Mũi con đâu? Tôi biết thời gian chưa? Không mẹ là kêu cây. Không mẹ nè, không mẹ, không mẹ. Mũi đâu? Mũi. Mũi đâu? Mũi đâu? Há miệng coi. Mũi đâu con? Mũi con đâu? Mũi đâu? Mũi đâu? Há miệng đi. Há miệng ra coi. Hôn cái đi, hôn đi, hôn đi. Hôn. Hôn nữa, hôn đi, hôn. Vỗ tay, vỗ tay. Vỗ tay đi con. Vỗ tay. Vỗ tay. Vỗ tay. Vỗ tay đi. Ok. Đếm đi, 1, 2, 3, 4 đi. 4 mày. Đếm đi. Đếm đi. 1, 2, 3, 4. Đếm. 1, 2, 3, 4 đi. Đếm đi con, đếm đi. Nè, đếm ra. Đếm ra, 1, 2, 3, 4. Bẻ tay lên đi em. Đây mày hỏi bố này đang đâu thì này, bố mày đang đang cái chân này. Đấy, thấy chân bố mày không? Ừ. Yeah.
Anh nhìn kiến. Mới tắm xong. Những cái đồ em kìa. Sợ. Sợ biết đâu. Đấy là đưa cho mẹ. Anh sợ biết sợ. Anh biết sợ. Anh biết sợ. Đây, lại đây, há miệng bố coi, há miệng. Chết mò, gãy chân. Gãy chân, đứng lên chạy tiếp. Thấy cái giường mới, thích quá căn nhà. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nữa. Nói đi con, phát biểu ý kiến của con là làm sao? Phát biểu đi. Là sao? Bố quay phim kỳ quá hả? Con nói đi. Nói đi. Ba ơi. Nói đi con. Ba ơi. Đưa điện thoại cho nó nói. Nói đi. Ai gọi con nè? Ba ơi. Ba gọi nè. Ba thưa. Ba ơi. Nói đây con. Ba ơi. Ba ơi, con đếm đi, con đếm đi. 1 2 3 4 đi. Đếm đi. Đếm đi. I saw you in my dream. We were walking hand in hand on the white sandy beach of Hawaii. We were playing in the sun. We were having so much fun on the white sandy beach of Hawaii. The sound of the ocean soothed my restless soul. The sound rock me all night long. Those half-long summer days, lying there in the sun on the white sandy beach of Hawaii. The sound of the ocean soothed my restless soul. The sound of the ocean rock me all night. Thank you.
Mỗi lần vẫn nhìn thấy quay phim y như là anh nhìn thấy quay phim. Lâu cho bố. Just walk into something. The thing that is not that story.
quay quay hiện tại. Testimony and 10 hours of jury deliberation. 33-year-old Rassam stood with his hands clenched at his sides as the verdict was interpreted in four poems into Arabic. Rassam's public defender had portrayed him as the victim of an international plot that took advantage of his trust and his loyalty, but the 8-woman, 4-man jury found him guilty on every count for possessing false identification documents, in this case a Canadian passport, underlying Benny Antoine Morris, on a series of terrorism charges, including Chim chim chim. During the trial, there were demonstrations of how powerful those explosives could be. Investigators also found finding in California with circles drawn around three Los Angeles area airports. There was speculation that Rassam was linked to Osama bin Laden, who allegedly planned attacks on the United States embassies and offices, and that the explosives Rassam carried into the U.S. Đan lấy cái đồ vết kim của bố Đan ra làm ngựa. Bố thì vét kim, con thì làm ngựa. Em nghe. Ta đi. Thank you.
Mấy gạch cái ghế là được để chui vô anh. Gì? Mấy gạch cái ghế là được để chui vô. Nó chui lại nó chui vô. Cảnh nhà mình đẹp lắm anh. Cảnh trời tối nè. Trời ơi như là chiếc tàu, chiếc thuyền vậy. Như là biển. Cắm đi con. Cắm đi. Vườn. Cắm. Rồi xong rồi đấy nha. Nguyên cái đó đem đi dục luôn. Đồ chơi cho nó nha, để mà nó tắm á. Chẳng biết thằng con của ai tự nhiên cái chui vô lòng nè. Nhìn xuống cái thấy anh nằm anh ngủ rồi. Giờ em cũng chẳng nhớ nó nằm trên chân em hồi nào nữa. Như nó mới nằm hay nằm lâu rồi ta. Em nhớ em còn ăn mà. Nãy con tìm mẹ con nằm hồi nào, sao con nằm chỗ khác con ngủ mà con chạy tới ngay chỗ này con ngủ. Mẹ đâu có trương con đâu. Anh coi là nha, phản xạ tình cảm. Anh coi là nha. Mình vừa quay mình vừa ấy luôn phải không? Chẳng hạn như vậy. Vừa quay vừa chụp luôn. Si. Vừa quay vừa chụp luôn là sao? Sao rồi mình vô gọi thép cái kia luôn hả? Sao vậy? Hả? Thép luôn. Bây giờ biết bắt ghế, leo lên ghế,
xong rồi leo lên bàn quá lắm. All the things that people can do, and to think somebody might have thrown this wood away. I remember a time I went to visit Mrs. McFeely, and she showed me some things that she made out of things that might otherwise have been thrown away. I like to think of that time. Well, no carton, I guess. And a piece of wood dowel. That's for the bird to sit on. It's right there, and he sticks his head in there. Has a snack. What is that in there? It's crumbs of some crackers, and then there's some peanut butter in there, too. My hat's good. I didn't know they liked peanut butter. Yeah, they do like peanut butter, but you can put lots of things in your little crackers and stale bread. Sometimes when I'm sitting in my room reading or sewing or something, I look up and there's a bird sitting there having something to eat and looks so pretty. Reminds me of David. I think of him flying around the neighborhood and I had that bird come to me. There's something I thought was it. I thought of it while I was upstairs. Oh, here it is. Did you make it? Mm-hmm. It was a sheet that we had and it ripped, and so I tore it up in little pieces and put it inside of this cover. And made a pillow out of it. It's soft. Very soft. And there's one other thing that I thought of. You rocked over it when you came in the door. And you rocked over this? Quậy quá bị nhốt trong trong tủ 5 giây. Thay vì tôm hồ không 500 ngàn năm thì đây 5 giây. Chui ra. Trời đất ơi nghĩ sao. Đang ơi đang ở đâu? Nhanh. Xe con nè, đang ở không? Phá được không? Rồi ra đi cho kẹp nữa. No. Dơ lắm. No. Nhốt tôi dưới tôi bánh nạt đó nha. Có mở cửa không là tôi mở tôi bánh nạt đó nha. Mợ ơi. Mợ ơi. Mợ. Làm cái gì bên trong nó bây giờ đây?
cuckoo. Cuckoo. Tự biên tự diễn. Đây là biểu diễn xếp của Đan. Trời ơi đừng Đan xinh chứ. Đôi bàn chân nõn nà đen chu nùi của Đen. No. Đó, đó. No. Hình như hồi nãy mình vô tình đóng cửa lại làm sao ạ? Hay là tự động nó đóng thì ta? Sao đóng? Mở muốn coi tập 2 không? Nó tự vô tự đóng, mở muốn không? Nó mới vô được mùa thêm một lần nữa. Vô đi, vô nữa đi. Nó cản. Vô kìa. Nó muốn lấy cái ghế. Thằng này đòi cho bằng được hả? Mày cũng phải đòi nữa. Đòi cho bằng được rồi tính sao? Cái gì nữa? Muốn nói cái gì? Muốn nói cái gì? Mày bám đít mẹ. Sao? Bỏ cái này ra hả? Ở trong kia có một cái nữa rồi. Nè. Vậy ông nói. Lại chứ. Như khỉ con vậy. Sit down. Vậy hả? Giờ sao nữa? Đi hả? Cái đây bên chị Minh đem qua. Không muốn gì thì ngồi đi, đợi ngồi. Đây là tài tự để cho chị Minh mày quay chứ. Im rồi. Tài tự này biết nghe lời. Ta tự làm duyên đi, hôn gió đi. Hôn gió đi. Ta tự bị mặt đã xấu quá.
không dám. Đừng nhìn chị Minh mày vậy chứ. Say bye, Dan này, say bye. Bye bye. Chị Minh go đây, bye bye. Bye bye. Bye, say bye đi. Hông gió đi. Bye bye. Bye bye. Hông gió đi. Bye bye. Let's go. Đang cô đơn. Đang cô đơn. Cooking time. Where are you? Rồi, bye. Oh my god. Đang tập ăn cơm. Đang là tập làm người lớn. Đang là nổi tiếng sạch sẽ từ nhỏ đến. Bây giờ thêm. Em sẽ bỏ lấy đi cho nào. Đây. Okay.
Ừ, biết chồng ăn thịt mừng nè hả? Giỏi quá. Nhà ăn Smith lại tôm vụn, trứng mắm bạc, cá hôi, đậu nành. Nhà nghèo lắm con ơi. Hết cơm rồi. Hết cơm cho bố ăn. Đưa cho nó, chứ nó hãy bỏ vào phương chanh. Há miệng coi. Há miệng. Cái nữa. Này tay. Đây tay, cơm. Bỏ muỗng ra, bỏ muỗng ra. Sao biết anh biết rồi không sai? Tại vì ông thầy của em chấm điểm văn của anh ạ. Ép nó nói, nó không nói. Bố ơi.
Bố ơi. Bố ơi. Bố ơi. Nói là nói đi. Con mua máy rồi. Bố ơi. Dạ vâng. Mua máy chạy. À, được đó. Bố ơi. À, Tuấn nó mới vừa đi rồi 15 phút nó gọi lại rồi đó. Okay, bye. Bố ơi. Bố ơi. Chán cháu. Bố ơi. Bố ơi. Mua máy đặt. Bố ơi. Con nói đi bố ơi. Bố coi con nội nóng nãy là đầu con nó quăng víu lên hết rồi, nó nóng quá tóc rồi. Đi. Bố ơi. Bố ơi. Thôi đi đây, bye với Dan nha. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bố ơi. Bố ơi, nói đi. Bố ơi. Bố ơi. Dạ. Mày biết cái gì mà nhìn? Dạ. Ai đâu, bố Dan ơi. Đâu? Dan đi mẹ. Cho nó coi là cái đầu cái ông quay à. Bố ơi. À. Bố ơi. Thấy mặt nó rồi đó. À, Dan nè lưỡi. À. Tần tan đang chịu. Bố ơi, nói đi. Hình như cái nổ. Cái gì á? Ai chứ? Mỗi lần nghĩ đến một ngày số như khi mà cái từ đó các trung tâm đang học thế hệ trẻ.
They seem to think people only get 7, 9, and 5. Now this is a story all about how my life got flipped, turned upside down, and I'd like to take a minute, just sit right there. I'll tell you how I became the prince of a town called Bel-Air. Rồi. Sao? Tôi có bấm đầu quay. Chết mồ. Đi dắt, đang dắt chồng đi. Ôi giời. Cái này là phải chụp để mà ấy đấy. Biết là vợ chồng già mà vẫn còn romantic. Không có đáng là IT manager. Một đứa có mấy tuổi mới khai giả mà xài nappy, cái nappy đó là nappy của tôi, mất tiền thấy ngộ luôn. Tiền mua pan và nappy cho con tôi á, mắc hơn tiền của tôi đi chợ. Mua tá cho con mà nhiều tiền tiền nên mua đã ăn. Chị sang đây mua mang về. Ở đây nó mỗi thằng sale một cái, cứ mua mà để dành. Vậy hả? Bên đây khác ở bên Đông kia đắt lắm, bên mình ăn tiền tạm. Ở bên đó nó có hơi kỳ không? Mỹ nó kỳ này, nó mà đi mua nhà, mua xe, nó mượn đến Max. Không, nó mượn đến Max. Mình phải mượn còn để ra. Kỳ lạ, càng nợ nhiều càng là càng tốt, là người tử tế. Nhưng mà nợ phải trả đủ thì đi chết rồi. Dạ, chứ không coi là nhiều người tử tế, không nợ là người giỏi đấy. Không nghe lưỡi đâu, thấy nó là lưỡi. Dùng cái die on die rất là lưỡi. Mà khi mà anh nợ mà anh có trách nhiệm trả thì là anh. Tức là mình là người tức là mình là một người có trách nhiệm, còn cái người nào bê bối thì có tiền mặt bê bối là anh cũng phải nắm. Nhưng mà từ Mỹ thích lắm, tại vì credit card cho như này, nó cho anh cứ mất cả 5 ngàn. Mình mua 5 ngàn hay là mình theo cái phương tiện mua hết 10 ngàn rồi. 10 dài rồi mình sẽ 10 tháng free. Đấy, think about 10 tháng free, chả mất đồng nào. Cứ 4 tháng này lại ta lấy thằng kia ta mượn, ta đã trả cho thằng này. Thằng nó vô mình. Mà được mượn nó liên tục. Cái gì tới 10 cái mẹ. Nó offer no interest for 3 months đúng không? Yeah. Thì dùng thằng xong thằng này, thằng kia nó offer lấy thằng kia. Thôi bảo thôi nhà đi đi mua cho. Đây còn kỹ hơn nữa, thôi nhà đi đem đi mua. Khỏi ra bồn pha luôn.
không, ăn chắc nhất để em trồng cây sau vườn. Phải đi luôn. Nhà có bưởi mà, nhà trồng bưởi. Cái bưởi bên nhà có ngon không anh? Cũng ngọt lắm ông chú, bảo ngọt lắm. Thế hả? Dạ vâng. Nhưng mà năm trước thì nó hơi chua. Mình tưới cái gì nó ngọt? Cũng không biết ạ. Nhưng mà cái năm tư năm ngày ra rồi nha, chuẩn bị làm ruộng đúng không? Hôm nay đang nói chiếc ra cái chai để mang lên cho anh chị đó. Bắt đập ra bỏ vô cái bao rồi đập ra để đường à vậy hả? À thế à? Ồ dễ vậy hả? Đường với lại nho đập nát cho tôi. Ồ vậy nho đập thôi. Chứ không phải là nát bét hả? Thế mà kêu là đạp cho nó nát. Thôi thì cũng đạp cho nó dập ra. Kêu đạp cả đêm. Đó cứ mang nhiều nhiều lắm chị người khác rồi. Nhờ họ đi đạp cả đêm. Là kinh nghiệm mình đi dạy người khác. Hà chẳng thế mà để 2 năm 2 đứa. Làm nho khổ lắm rồi sao vậy? Phải đạp nho đạp cả đêm. Ông Nương này có giọng cười vui nhỉ. Còn ăn không trả đi đâu á, trả đi. Em sai tiền tao đâu có đời đó là Singapore biển mới chịu. Biển nó sai sai. Đi ra biển nó sai sai. Tao tới biển ngồi ăn xong cái đi về. Tụi em có mình xin chân có bà chị. Biết định với nhau nha. Lúc xin ăn uống, ăn xa cũng sợ ăn. Làm xấu. Ai quay phim đó. À, làm cho. Đi chưa? Chị đang nắng đi xuống đó mình phải lên rồi. Giờ đang khỏe đi lên chứ lắng xuống nó khỏe. Đúng rồi. Cô mẹ đi bộ lên là quen với ai rồi, ai mà không nói gì hết. Đức Phật Thích Ca chơi thủ thủy với trẻ con chứ. Cái gì mà? 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 Cái
Mệt nó không biết làm sao. Mấy đứa nhỏ có đi không? Hey children. Đi dạo. À đi restroom. Đương nhiên là không lý gì nhỉ. Trong người trên dưới kia như là một đàn đàn khó nhỉ. Đàn cháu phải không kìa. Cả các trường cũng có con cây hoa vàng đó. Này, anh Luta nhìn cái đàn Hải Âu giống đàn Hải Âu kia không? Đây này, bên đây. Thấy. Đó là hàng đàn cowboy. Không, nhìn xa giống Hải Âu nhỉ? Nhà tôi bên bên thuyền soi nước, em đến tôi một chiều bao lũ chim rừng. Chưa sợ Việt Nam nữa, chưa sợ đâu. Bao nhiêu thương đau rồi mình chưa sợ. Từng đôi chim thương cánh giữa tàu, cánh mùa thân tràn. Quả thơm quá, cô đẹp, đẹp luôn. Em nghĩ hết mùi hương thơm bông. Cái này là mấy chỗ kia làm cái con đường này đẹp quá. Hả? Trời ơi, mùi hương hoa hả? Hương hoa chứ. Thơm thế, đủ các mùi loại, các loại hoa thơm. Để dẫn bà xã lên đây bây giờ. Từ từ dẫn bà lên. Anh Nhương, anh nhìn những cái hoa này lạ không? Anh chụp cái. Anh có biết cái con đường này á? Cái con đường đang này quay là con mẫu. Đường tên là gì không? The Kisses. Bất kỳ mình đến đây á, ai đi con đường này là vợ chồng ở thôn nha. Vậy hả? Cho hoa này độc công. Biến đi Phương. Đi. Hôm nay anh thường phải đi
phải bao cái gì rồi. Tại vì hồi nãy anh thường nhớ, anh thường nói câu gì khi nhìn thấy hai cô đi ngang qua không? Hả? Anh thường bảo từ lúc giờ đang thâu. Ủa vậy hả? Bố mẹ. Bây giờ là không được nữa rồi. Phải bao cái gì rồi. Không xóa đi. Bao cái gì rồi. Bóng rồi. Bóng. Kia. Bóng rồi. Ta chơi bóng. Bóng kìa. Ta bóng. Đấy. Bóng đây. Bóng này. Bóng này. Bóng. Bóng. Để chơi. Hey. Rồi. Cái rõ chưa? Rồi. Bố mày cái xã hội, bố mày không có được lên hình thôi á. Quay bố hay không cho bỏ ghét luôn. Con à, nó chỉ có những giây phút này là dễ thương thôi. Biết rồi, tại vì nó không có biết gì á. Cái bố đó mới đè đầu cởi áo nó ra và cắt tóc. Nó lớn lên á. Bố, đưa tiền. Bố cắt đầu con ra, chút vẽ con nó trêu con ở nhà nó làm đúng luôn á. Nó đi, bố keo quá. Không dám ra tiệm. Mặt đẹp tài tử này mà cứ cắt ở nhà không thì chết rồi. Cười đó kìa. Cái thằng đầu đinh kia. Té con ơi. Anh lên ăn tóc anh ơi. Thì lúc đó cô có thể bàn
thôi bác sĩ, chắc kỳ này nếu mà đứa bé này bác sĩ làm siêu âm mà cái siêu âm đồng ý là nó có thể 15% nặng hơn hay 15% nhẹ hơn mà nó xây xích như thế nha, ngồi sắp nó cũng có 7 tháng thì có thể là lần này chúng tôi cũng sẽ không thành công vì vấn đề thai sinh sinh thường nên có thể hẹn với sinh mẫu luôn. Cái cổ tử cung mà có nhiều lý do tại sao nó không chịu nở, có thể hồi lúc mà đang chuyển bụng với sâu cái tử cung nó bị nhiễm trùng cào chặt đầu luôn nha. No, em không thôi vài tháng nó mới ấy giờ này nhưng mà cái thuốc nó cấp tốc một lần sau mặt lâu sau đầu mới lát ăn hả muốn vừa đâu đưa về coi coi. Cảm ơn bác sĩ Trí đã hỏi thì cái vấn đề nó như vậy là hồi xưa đó người ta dùng Zalokin hay là Markin. Zalokin thì cái hiệu lực để có thể khi chích trong Dan ơi nếu mà mình chích vào epidural thì là bắt đầu Dan ơi 15 phút nó mới có hiệu nghiệm. Yeah. Còn cái là Markin á thì nó có thể nó đòi hỏi tới từ 25 phút. Dục anh ôm nó đi. Ôm cái gì nè. Coi đi. Anh ôm nó lại cho quay cái óc nè. Ôm nó, ôm nó lên vai. Ôm ngược lại. Ôm ngược làm gì? Thấy cái óc nó. Quay nó đi. Thì nó thay đổi cái pH của cái nhìn em đây. Acid của trong cái chất Markin hay là chất Zalokin. Khi nó thay đổi đó, nó làm cho nhanh là thì tôi có thể trong vòng 6 phút, 5 phút có thể cắt được. Mà cái khó đó là xong không có sách nào nói rõ ràng. Tại sao bao nhiêu phút mỗi cái này em quay em phải nhìn vô đây này. Mỗi bác sĩ đi gây mê đó phải tự liệu cái cách pha của mình. Thành thấy hết trơn rồi. Trên 13.000 người tôi có thể pha. Bác sĩ Trí có thể cắt trong vòng 4 phút nhưng không cần tới 6 phút. Ồ, hay quá. Thưa bác sĩ, có một cái điều mà đang 4 tiếng. Cái hay của nhà thương Orange Coast với lại bác sĩ Trí là khi nào bệnh nhân ở Việt Nam mình vô không phải là cái sự đau đớn không nhưng mà cái sự lo sợ thì có cái người bác sĩ và y tế đứng cạnh với mình ở cạnh sau khi 5 phút vào đó thì vẫn còn ở nhà trong nhà thương. Đến khi tại vì cái thuốc đó mà nó có thể làm cho áp huyết hạ hay là có chuyện gì đó thì có bác sĩ có mặt ở đó có thể giúp cho mình. Có nhiều khi cái vậy quay đi sao hết nhanh đi thì nói đi cái này này cái này là 4 cái này là cái này 4 này 4 no không phải 4 này 1 2 4 cái này 4 chị bố Thank you.
sao? Thì cho quay đi, cho làm một hộp vòng. Đây, ai mua heo không? Ai mua heo không? Thôi xuống. Được. Xuống. Xong rồi hả? Xong rồi sao? Xong rồi chưa? Xong rồi. Chú coi được không? Đây, coi đi. Lát nữa cho cháu coi phim mà cháu đem đi đang ở đây rồi xong rồi cậu đem cháu. Cháu bé ra lên đi. Không. Cháu bí Zidane lên, bế nó ra. Xong rồi cho cháu coi được không? Ừ. Đi vô. Vô. Không được. Nó thích kìa. Nó thích nè. Bên xe nó ngồi à? Để cháu coi. Đâu? Ha. Hái miệng coi. Trời ơi, xuống đây ra hết. Bế nó xuống đi, bế nó vào nhà. Bế nó xuống. Thôi rồi bỏ nó ra. Xong rồi, xong rồi. Hãy để coi.